Ngay khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng đầu tiên sau hơn 2 tháng, UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện khẩn yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 4. Trước đó vào chiều 29 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã đề nghị nâng mức cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh lên mức cao nhất. Theo đó, người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Các đơn vị tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội. Hà Nội cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ ngày hôm nay 30 tháng 4. Các địa phương tiếp tục quán triệt chỉ đạo của thành ủy về tạm dừng tổ chức các lễ hội và tuyến phố đi bộ trên địa bàn, hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Hà Nội cũng yêu cầu siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và từ khu cách ly ra cộng đồng. Trước đó, tại cuộc họp khẩn chiều 29 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội nhận định nguy cơ dịch bùng phát là rất cao. Tuy nhiên, biện pháp cấm người dân di chuyển vào thành phố như các địa phương là không thể. Vì vậy, tất cả các địa phương đơn vị phải nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức cao nhất. Đề nghị công an thành phố có những chế tài rồi tiếp tục triển khai thật sâu rộng để phát hiện ra những người nhập cảnh trái phép. Chúng ta tăng cường chỉ đạo việc xử phạt để các tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh. Thì đề nghị các quận huyện thị xã tăng cường quán triệt yêu cầu 100% các địa điểm trên địa bàn phải đăng ký và đảm bảo khai báo y tế, làm tốt công tác khai báo y tế thì khi mà truy vết sẽ rất là nhanh và chính xác. Hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được thành phố tiếp tục siết chặt. Hà Nội cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực, vật lực, trang thiết bị, cơ sở cách ly để đối phó với các tình huống xảy ra.